Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi phóng sự VOV ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ra thông tư 01 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, tại Điều 8 của thông tư, quy định chi tiết hướng dẫn việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính là điều kiện tiên quyết trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Tại phiên chất vấn các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong kỳ họp thứ 12 khóa 16 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính là điểm sáng, nổi bật của Hà Nội thời gian qua, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là đơn vị đi đầu cả nước. Theo kế hoạch ủy quyền mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề ra là 617 thủ tục. Đến thời điểm này, theo giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, đã công bố quyết định ủy quyền và danh mục thủ tục hành chính ủy quyền đã làm được 531 thủ tục, đạt tỷ lệ 86,06%. Về quy trình nội bộ, đến thời điểm này, Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát cũng đã ban hành được 531 trong số 617 thủ tục có quy trình nội bộ được thông qua. 100% thủ tục hành chính sau khi ủy quyền đã được ban hành, quy trình nội bộ hướng dẫn thực hiện, tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện theo phương châm cấp nào sát cơ sở, sát dân nhất thì giao cho cấp đó thực hiện, không để tình trạng nhiều tầng nấc kéo dài thời gian giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng là hai trong số các sở ngành của Hà Nội đã tích cực thực hiện nhiệm vụ ban hành quy trình nội bộ, đem lại cải tiến thiết thực trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng có lộ trình cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ này. Thì thành phố cũng đã ban hành quyết định, 6 cái quyết định, phải báo cáo các đồng chí là 6 cái quyết định. Thì trong 6 cái quyết định này thì đến thời điểm hiện nay, thì trong 5 cái quyết định thành phố ban hành, thì Sở Tài nguyên Môi trường đã phê duyệt, báo cáo thành phố phê duyệt được 89 trên tổng số là 108 quy trình thủ tục về giải quyết hành chính cũng như quy trình về nội bộ để giải quyết. Ngay sau khi mà đoàn giám sát có các cái nội dung liên quan đến cái giám sát đối với cả sở, thì Sở Xây dựng cũng đã nhận thức được cái việc là phải tiếp tục rà soát và ban hành khẩn trương các cái quy trình. Và báo cáo đồng chí là đến ngày hôm nay thì cũng đã ban hành được thêm 20 quy trình nội bộ và quy trình giải quyết cái thủ tục hành chính nội bộ. Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị làm tốt thì vẫn có một số đơn vị chưa đạt tỷ lệ thực hiện quy trình nội bộ, trong đó chủ yếu là tại các sở ban ngành có nghiệp vụ phức tạp. Một trong những sở có nhiều thủ tục hành chính liên quan là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đại diện sở này cho biết, đơn vị có 130 thủ tục hành chính, trong đó có 109 thủ tục cấp sở và 21 thủ tục cấp quận huyện, trong đó có quy trình thủ tục hành chính nội bộ, còn thiếu 36 thủ tục. Về việc xây dựng quy trình nội bộ và thủ tục hành chính nội bộ, qua rà soát, còn nhiều quy trình nội bộ trong nội bộ sở liên thông với các ngành, thành phố như đầu tư công liên quan đến đầu tư ngoài ngân sách, chấm dứt dừng hoạt động các dự án, quy trình rà soát dự án chậm muộn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã họp và đưa ra đầu danh mục cho các phòng ban của sở chịu trách nhiệm thực hiện. Trong lộ trình ấy thì những cái việc mà ngày hôm nay chúng chia làm hai bước. Cái bước thứ nhất là trong cái quý 3 thì những cái gì nó là bức xúc, nó cần phải xử lý thì chúng tôi sẽ làm. Đầu tiên là cái quy trình nội bộ của sở đã. Thế sau đó là những cái vấn đề thứ hai là những cái quy trình này thì tôi sẽ tiếp tục, nếu nó có vấn đề liên thông lên các cái sở ngành với thành phố thì chúng tôi sẽ báo cáo thành phố để phê duyệt quy trình nội bộ cấp thành phố để làm sao và những cái quy trình này có tính chất lập đi lập lại nhiều lần thì chúng tôi sẽ đưa ra một cửa và được giải quyết như thủ tục hành chính một cửa để đưa ra đảm bảo cái minh bạch trong thời gian tới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ, khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bày tỏ cam kết thực hiện yêu cầu này. Văn phòng Ủy ban thành phố thì cũng đã làm việc trực tiếp với giám đốc các sở. Thì 18 cái thủ tục hành chính của Sở Lao động Thương binh Xã hội và 9 cái thủ tục hành chính mà thuộc lĩnh vực công thương ủy quyền từ ban cấp huyện xuống trưởng phòng liên quan lĩnh vực cấp phép mà bán lẻ, bán rượu cũng như là rượu thủ công và thuốc lá thì sẽ hoàn thành trong tháng 7. Thế như vậy chúng ta sẽ còn lại tỷ lệ 9,5%. Và báo cáo của đồng chí thì quyết định 4610 của Ủy ban thành phố chỉ có mang nguyên tắc là định hướng và các nguyên tắc cơ bản. Còn lại trên cơ sở đó thì các sở ngành
sẽ trình ban hành quyết định hành chính cá biệt và ủy quyền cá biệt và gắn với cái điều kiện cụ thể để đáp ứng được cái điều kiện mà ủy quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đi vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin khép lại phóng sự VOV ngày hôm nay.